Bắt ép Thái phải làm nhiếp ảnh gia cho... Vâng Nhiều anh khi mà chụp hoài mình quạo wow luôn á Tôi chỉ cho bạn cách làm sao để mà cô không nhờ bạn nữa nha Cô nhờ bạn chụp, bạn nhờ chụp mặt thì bạn chụp chân cho tôi <laughs> Mà nhờ chụp ơi, cả người thì bạn chụp... Em ơi, thì... phụ nữ Từng người ta bên lên nhau quá tôi. Không được đâu chị ơi Anh, anh rất về, là đồng cảm với em cái vụ này Mệt lắm anh bắt ơi Chồng em nên em chắc chắn là anh không bao giờ cấu Không rồi em. Làm sao mà dám cấu Sao sao em biết anh không quạo Ờ trong bụng sao không biết được, à, khó chịu. yêu nhau thôi. đi du lịch là người đàn ông có trách nhiệm đóng vai nhiếp ảnh chứ không phải người bạn gái lên đây là bạn có như vậy thôi. Ví dụ là mình đã xác định là tới địa điểm đó mình sẽ đi, cái vừa đi trên đường cái tấp vô anh ơi cảnh đẹp quá chụp cho em đi, làm một hồi nửa tiếng đồng hồ luôn. trời ơi cái cảnh đó bạn đó, à, đi lần nào bạn đến ngày năm sau bạn đến cũng được nhưng mà cái sắc đẹp của người phụ nữ chỉ có một lần ở trong đời Sáng, phải thôi. Sáng. Nhưng mà bao nhiêu tấm hình, bao nhiêu tấm hình cũng có như vậy à. thôi thôi, thôi.